Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, 11 tháng 10. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Truyền thông Indonesia lớn tiếng kêu gọi đội nhà gỡ gạc thể diện trước Việt Nam. Ngôi sao đình đám nhất tuyển Malaysia thừa nhận sự thật khó chối cãi sau trận thua Việt Nam. Tuyển Việt Nam thắng Malaysia, thấp thoáng bóng dáng kiểu Bồ Đào Nha, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Truyền thông Indonesia lớn tiếng kêu gọi đội nhà gỡ gạc thể diện trước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các trang báo của Indonesia ngày hôm nay đã đồng loạt kêu gọi đội tuyển của họ phải thi đấu quyết tâm để giành trọn 3 điểm trước Việt Nam, nếu không muốn nói lời chia tay với giấc mơ World Cup. Đội tuyển Indonesia ngày hôm qua đã nhận một trận thua tan nát trước đội chủ nhà UAE. Vào thời điểm cuối trận, khi không còn nhiều hy vọng có điểm trên sân khách thì các cầu thủ Indonesia liên tục có những tình huống vào bóng rắn trên mức cần thiết và khiến cho các cầu thủ UAE liên tục phải làm sân. Với kết quả này thì đoàn quân của ông Simon McManamy tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi chưa có điểm nào sau 3 lượt trận và nhận hiệu số là -9. Đội tuyển xứ vạn đảo đang đứng cuối bảng G và đứng trước nguy cơ phải sớm nói lời chia tay với giấc mơ World Cup. Ngay sau trận đấu này, hàng loạt tờ báo của Indonesia đã không giấu được sự thất vọng với đội bóng con cưng. Trang Indosport cho rằng đội nhà đã gặp quá nhiều xui xẻo và hệ quả là trận thua tan nát trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất ở bảng G. Trong trận đấu này, hàng thủ áo đỏ đã thi đấu lỏng lẻo, thiếu sự tập trung để cho Ali lập một cú hat-trick, hai bàn còn lại được ghi bởi Khalin và Tarek. Còn trang Bola Sport ngán ngẩm với hiệu suất để thủng lưới đáng thất vọng của đội nhà. Team Garuda đã để thủng lưới 3,7 bàn mỗi trận, nhiều thứ hai trong số các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, chỉ xếp trên mỗi Campuchia khi đội này vừa hứng chịu một cơn mưa gôn 0-14 trước Iran, hiệu suất để thủng lưới 5 bàn mỗi trận. Trong khi đó, trang Tempo thúc giục đội nhà hãy quên đi thất bại và tìm cách đánh bại tuyển Việt Nam ở lượt trận đấu tới để níu kéo một chút hy vọng và thể diện ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tờ này viết: Indonesia vẫn còn 5 trận phía trước, 2 trận đã qua trên sân nhà là cơ hội giành điểm nhưng đều thất bại, thua Malaysia 2-3 và Thái Lan 0-3. Ở trận tiếp theo, các học trò của ông McManamy sẽ phải tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân vận động ở Bali. Đây được coi là cơ hội cuối cùng của các cầu thủ. Chúng ta phải thắng, nếu thua thêm trận nữa thì chúng ta gần như bị loại sớm. Trang Tempo cũng dành sự quan tâm đến đội tuyển Việt Nam sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia vào tối ngày hôm qua. Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Malaysia trên sân nhà với tỷ số 1-0. Nguyễn Quang Hải là tác giả bàn thắng duy nhất với cú ngả người sút bóng tuyệt đẹp. Một bàn thắng có giá trị 3 điểm. Đội bóng của ông Park Hang-seo đã có một trận đấu trên cơ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, tờ Tempo đánh giá. Vào khoảng 14 giờ hôm nay thì đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Bali, Indonesia. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội đã di chuyển về khách sạn. Theo kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo thì toàn đội sẽ nghỉ ngơi hồi phục để lấy lại thể trạng trong ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất khách vào ngày mai. Trước đó vào lúc 2 giờ 30 sáng nay cùng ngày, toàn đội đã rời khách sạn tại Hà Nội, sau đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh rồi mới di chuyển đến Bali. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, việc di chuyển gấp gáp không phải là bất lợi đáng kể đối với đội tuyển Việt Nam. Đối thủ Indonesia được thi đấu trên sân nhà nhưng cũng phải trải qua hành trình dài từ UAE về nước rồi mới tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Trận đấu Indonesia tiếp Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 15 tháng 10 giờ Hà Nội tại Bali. Ban tổ chức nước chủ nhà quyết định thay đổi địa điểm sang Bali thay vì chào lửa Bung Karno như ban đầu vì các lý do an ninh. Ngôi sao đình đám nhất tuyển Malaysia thừa nhận sự thật khó chối cãi sau trận thua Việt Nam. Chia sẻ trên đường rời sân Mỹ Đình sau trận đấu tối ngày hôm qua, tiền vệ Siafik Ahmad, một trong những ngôi sao đình đám nhất của tuyển Malaysia, đã bày tỏ sự thán phục dành cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 20 của Malaysia đã có cuộc trả lời phỏng vấn ngắn với truyền thông trên đường rời sân vận động Mỹ Đình. Đây là lần thứ tư trong một năm qua Siafik Ahmad cùng các đồng đội không thể giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Hàng công của chúng tôi, bao gồm cả tôi, đã gặp phải quá nhiều khó khăn từ khi nhập cuộc. Trước hàng phòng ngự dày đặc và chơi kỷ luật, chúng tôi đã không thể chơi thứ bóng đá mà mình mong muốn, tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ.
Cùng quan điểm với người đồng nghiệp, trung vệ Zafran Razak cũng thừa nhận hàng công của Malaysia đã hoàn toàn bế tắc trước khu cấm địa của tuyển Việt Nam. Anh này cho biết: "Không phải tôi muốn đổ lỗi cho đồng đội, nhưng sự thật là chúng tôi đã không có được khoảng trống nào để tung ra các cú sút. Chúng tôi cứ đưa bóng đến khu vực cấm địa đối phương rồi lại để cơ hội trôi đi. Hàng thủ của các bạn đã chơi quá tập trung trong trận đấu này." Trước câu hỏi của phóng viên Malaysia về việc phải đối đầu với tuyển Việt Nam trong áp lực buộc phải thắng đã khiến cho tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng, Siafik cho rằng đó chỉ là một phần trong thất bại trên sân Mỹ Đình. "Là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Malaysia, chúng tôi không lạ lẫm gì việc phải thi đấu dưới áp lực. Tuy nhiên, kể từ thời điểm bị dẫn bàn, chúng tôi không còn là chính mình. Đây là một bài học quý giá để cho chúng tôi có động lực làm việc chăm chỉ hơn trước khi đón tiếp Việt Nam trên sân nhà." Khi được phóng viên của tờ Zing.vn hỏi về màn trình diễn của Quang Hải, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu tối ngày hôm qua, thì tiền vệ Siafik Ahmad đã từ chối trả lời. "Tuyển Việt Nam thắng đẹp Malaysia, thấp thoáng kiểu Bồ Đào Nha. Sự lì lợm đến từng vị trí trên sân, cộng với việc cầu thủ nào cũng có thể trở thành ngòi nổ cho bàn thắng đã đem về vinh quang cho tuyển Việt Nam." Các cầu thủ Malaysia tối ngày hôm qua đã phải nhận một gáo nước lạnh tại sân Mỹ Đình. Họ đến Việt Nam trong tâm trạng hừng hực khí thế, từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ đều khẳng định rằng lối đá của họ ngày nay đã khác, sức mạnh đã vượt trội so với thời gặp Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018. Nhưng rồi thì các cầu thủ Malaysia lại phải ra về trắng tay trên sân Mỹ Đình thêm một lần nữa. Huấn luyện viên trưởng của Malaysia đã còn thất vọng đến nỗi không tham dự buổi họp báo sau trận đấu. Nhìn vào bảng tỷ số 1-0 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia mới thấy các cầu thủ của chúng ta đã xuất sắc đến như thế nào. Nếu như hai trận đấu trước tại vòng loại World Cup, Malaysia đều ghi được ít nhất là hai bàn thắng trước Indonesia và UAE, thì tới khi gặp Việt Nam, họ đã triển khai một lối chơi tấn công bế tắc. Những phút đầu tiên của trận đấu, những tưởng Malaysia đã nắm chắc thế chủ động khi lên bóng dồn dập ép Việt Nam phải co cụm, từ đó tạo ra một số cơ hội có thể thành bàn thắng. Nhưng rồi sau đó, các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng tìm lại thế trận, kiểm soát trận đấu theo đúng ý đồ mà huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo đã đề ra. Đối đầu với Malaysia, tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối đá cực kỳ lì lợm, không tấn công quá nhiều mà chú trọng vào việc kiểm soát bóng, tạo sự chắc chắn ở hàng thủ. Cuối cùng, kết liễu đối phương ở những tình huống mà không ai có thể ngờ tới. Cầu thủ nào của Việt Nam cũng có thể trở thành ngòi nổ, châm ngòi cho một cuộc tấn công nhanh và hiệu quả. Có người nói rằng, trong trận đấu tối ngày hôm qua, tuyển Việt Nam không có tiền đạo đúng nghĩa cho tới khi Anh Đức vào sân. Điều này cũng chẳng hề sai khi mà Công Phượng và Văn Toàn chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công, nhưng cũng đóng vai trò tiền đạo ảo, thu hút sự chú ý của các hậu vệ Malaysia để tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ khác dứt điểm. Nhìn vào bàn thắng của Quang Hải có thể thấy rõ nhất điều này. Trung vệ Ngọc Hải trong một lần dâng cao có đường truyền từ giữa sân vào khu 16m50 của Malaysia. Và thật kỳ lạ, người băng lên dứt điểm lại là Quang Hải chứ không phải là Công Phượng hay Văn Toàn. Thời điểm Quang Hải dứt điểm, Công Phượng và Văn Toàn đều ở khu vực dưới 16m50. Mọi sự chú ý dồn vào hai cầu thủ này. Chính vì thế, sự băng lên dứt điểm của Quang Hải đã tạo ra sự bất ngờ. Hàng thủ của Malaysia nhận ra cũng đã muộn. Điều này hoàn toàn khác với trận gặp Thái Lan đối đầu vào tháng 9 hay tại AFF Cup, khi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam luôn có một cầu thủ đóng vai trò tiền đạo cắm trong đội hình. Đây chính là lối thi đấu của nền bóng đá đương đại. Nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới cũng thường xuyên lựa chọn phong cách thi đấu này để tạo ra sự ổn định, thận trọng trước những trận đấu quan trọng. Xem tuyển Việt Nam tối ngày hôm qua, nhiều người nhớ về hình bóng của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết Euro 2018 hay Hy Lạp tại vòng chung kết Euro 2004. Cả hai đội bóng này đã lên ngôi vô địch bởi phong cách thi đấu tạo ra sự khó chịu cho đối thủ bằng lối đá lì lợm, sẵn sàng nhường thế trận tấn công cho đối phương, rình rập và chờ cơ hội vào những khoảnh khắc vụt sáng của một vài cá nhân trong đội hình. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo cần phải khắc phục sớm. Điều đó đến từ thủ môn Đặng Văn Lâm, đến từ Công Phượng hay Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái Văn Hậu dù có trận đấu tròn vai vào tối ngày hôm qua, nhưng như thế là chưa đủ với sự kỳ vọng của các khán giả. Việc thay đổi môi trường bóng đá khi sang Hà Lan thi đấu, cộng với việc di chuyển gấp gáp đã bào mòn thể lực của chàng trai 20 tuổi này. Vẫn có những pha tắc bóng lên công về thủ của Văn Hậu nhưng không có quá nhiều tính đột biến. Công Phượng được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao khi đóng góp vào chiến thuật chung của toàn đội khi có mặt trên sân.
Nhưng nhìn một cách tổng thể thì tiền đạo người Nghệ An đã có một trận đấu mờ nhạt. Cầu thủ này nhiều lần tự đưa mình vào thế khó khi đỡ bóng một bước không được tốt. Ngày 15 tháng 10 tới đây thì tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup. Đội bóng này vừa mới thua tan nát 0-5 trước UAE. Như vậy là sau 3 lượt trận, Indonesia đang đứng cuối bảng G với thành tích toàn thua. Một bên trong tình thế không còn gì để mất, một bên với mục tiêu cao góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022. Chắc chắn cả hai sẽ có những toan tính của riêng mình. Indonesia sẽ bùng cháy chơi một trận cống hiến trên sân nhà trước các cầu thủ Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì thế, để không tự đưa mình vào thế khó, các cầu thủ của chúng ta cần phải khắc phục những điểm yếu trên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.